Nếu các bạn muốn diêm trái thì đầu tiên chúng ta sẽ phải làm gì? Chúng ta phải quẹt. Và như vậy muốn bài thuyết trình của chúng ta thật là hâm nóng, thật là hào hứng thì giai đoạn mở đầu chúng ta cũng phải quẹt lên. Chúng ta bước vào bài số 1, kỹ năng mở đầu ấn tượng. Hãy thu hút sự chú ý ngay từ câu nói đầu tiên. Vì sao? Các bạn cũng đã biết được rồi, những câu nói đầu của chúng ta sẽ tạo nên những ấn tượng đầu tiên trong lòng của khán giả. Và nó sẽ rất là dễ nhớ, cái gì đầu tiên và cuối cùng cũng rất là dễ nhớ. Ví dụ như cuộc tình đầu tiên, tháng lương đầu tiên, hoặc là cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, hoặc là những giây phút đầu tiên khi ông thầy bước vào lớp, đó là những giây phút ấn tượng. Bởi thế cho nên chúng ta phải tận dụng cái giai đoạn mở đầu này để thu hút sự chú ý của khán giả. Bởi vì lúc đó khán giả cũng có thể đang lo ra, đang bấm điện thoại hoặc đang làm những chuyện khác. Cho nên bạn hãy nhớ nhé, hãy mở đầu bằng một cách thật lôi cuốn. Bây giờ tôi có một nhiệm vụ dành cho các bạn sau đây. Các bạn hãy mở đầu cho bài thuyết trình về chủ đề kỹ năng làm việc nhóm. Thông thường chúng ta sẽ mở đầu như thế này. Xin chào các bạn, ngày hôm nay tôi sẽ nói về chủ đề kỹ năng làm việc nhóm. Đây là một kỹ năng rất là quan trọng đối với chúng ta, vì ai cũng cần phải hợp tác trong lúc mà chúng ta làm việc hoặc thậm chí là trong lúc học tập. Bởi vì cho nên không có kỹ năng làm việc nhóm thì đó là cái thiếu sót rất lớn đối với chúng ta. Bởi vậy chúng ta cần tìm hiểu về kỹ năng làm việc nhóm. Các bạn thấy hay không? Rồi, dễ. Vì sao? Vì câu nói đó là câu nói lối mòn, ai cũng nói được cả, ai cũng nói được hết. Và khi nghe câu đầu tiên là đã biết đến câu cuối cùng rồi. Bởi vậy cho nên không có gì mới mẻ. Bởi vậy nguyên tắc chúng ta là hãy mở đầu một cách độc đáo và lôi cuốn bằng: cái thứ nhất, hãy mở đầu bằng cách kể một câu chuyện. Bản năng 8 trong lòng ai cũng có, ai cũng thích được nghe kể chuyện. Và ví dụ, khi tôi dạy về kỹ năng tư duy sáng tạo, tôi hay dùng câu chuyện là bắt nông dân trồng dưa. Thường thì người ta trồng dưa hình tròn, giá của nó chỉ là 5.000, 10.000 đồng một ký. Nhưng có một loại dưa giá của nó là 1 triệu đồng một cặp. Các bạn biết dưa gì không? Đó chính là dưa hình vuông. Như vậy giá của nó gấp cả trăm lần so với những trái dưa bình thường. Đó là cái giá của ý tưởng, cái giá của sự sáng tạo. Ngoài ra dưa có chữ phúc, lộc, thọ, hỷ. Dưa hình thổi vàng giá của nó là 15 triệu đồng một trái. Giá của nó gấp cả trăm cả ngàn lần so với một trái dưa bình thường. Như vậy đó chính là cái giá của ý tưởng, cái giá của sự sáng tạo. Nếu như có kỹ năng sáng tạo, một người nông dân cũng có thể trở thành triệu phú. Vì vậy chúng ta sẽ tìm hiểu về chủ đề kỹ năng tư duy sáng tạo. Như vậy sử dụng câu chuyện để mở đầu cho chủ đề. Hoặc khi tôi dạy về chủ đề gia đình và lòng hiếu thảo, tôi kể một câu chuyện mà tôi đã từng gặp phải. Một em học sinh trường quốc tế, em ấy đến gặp mà trong lúc mà tôi đang vừa trò chuyện xong trên sân trường. Em ấy mới tâm sự: thầy thầy, con nhục lắm thầy ơi. Hỏi tại sao con nhục? Bởi vì mẹ có con á, mỗi ngày á, mẹ người ta thì đón người ta bằng xe hơi nè, đón người ta bằng xe tay ga nè. Còn mẹ của con thì đón con bằng xe mà xe số mà cúp 50 mới ghê chứ, nhục lắm thầy, nhìn quê lúa quế gần chết luôn thầy. Và đó là câu chuyện tôi đã gặp phải. Và lúc đó tôi mới nói với em ấy rằng: bây giờ thầy hỏi con, tổng số tiền mà mẹ nuôi con từ nhỏ cho đến lớn đủ mua biết bao nhiêu chiếc xe tay ga rồi, và mua được xe hơi chưa, được mấy chiếc rồi. Nhưng tại sao mẹ không mua xe hơi, mẹ không mua xe tay ga đi cho đẹp, đi cho khỏe, đi cho thanh lịch, mà mẹ lại phải chạy một cái chiếc xe cúp, một chiếc xe số còi, để mẹ để dành tiền để làm gì? Để nuôi con đi học. Và như vậy mẹ đã không đầu tư cho xe đẹp, mà mẹ đã đầu tư cho ai? Đầu tư cho con. Như vậy đôi khi trong cuộc sống, nhiều khi chính mình là nguyên nhân dẫn đến sự nghèo khổ của cha mẹ, nguyên nhân dẫn đến sự bạc tóc, sự quê mùa của cha mẹ, mà chúng ta không nhận ra và quay trở lại trách ngược. Chúng ta chưa phải là đứa con ngoan, nhưng luôn mong muốn cha mẹ là người hoàn hảo. Và có những điều gì trong cuộc sống mà chúng ta không nhìn thấy về cha mẹ của mình nữa, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chủ đề gia đình và lòng hiếu thảo. Sử dụng câu chuyện để mở đầu. Cách 2, hãy mở đầu bằng một hình ảnh ẩn dụ. Vì hình ảnh sẽ tạo ấn tượng rất sâu trong trí nhớ của người nghe. Ví dụ bạn có nhớ xem rằng tôi mở đầu cho chủ đề kỹ năng thuyết trình bằng hình ảnh gì không? Đó chính là hình ảnh chai nước đang bị chặn nắp. Và cái nắp đó chính là không có kỹ năng thuyết trình, cho nên chúng ta không thể diễn đạt được những điều bên trong muốn nói và rất dễ nhớ. Hoặc khi tôi giảng dạy về phương pháp học tập thông minh, học khôn ngoan thì không gian nan, biết cách học thì bớt cực nhọc, tôi hay rất hay chơi một trò chơi gọi là trò chơi xếp máy bay. Và làm sao để phóng tờ giấy bay xa nhất có thể có?
Như vậy cách thứ nhất là quăng tờ giấy đi, nó chỉ bay xa được 1 mét, đó chính là thực hiện một cách mù quáng mà không có phương pháp. Thứ hai, xếp nó thành một cái máy bay và có thể phóng đi 3-4 mét. Như vậy, nhưng mà cách đó là những cách lối mòn, nó tốn nhiều công sức nhưng mà hiệu quả thì lại không cao. Cách thứ ba là vo thành một cục giấy và ném nó xa, có thể đi được 10 mét. Như vậy chúng ta thấy tiết kiệm công sức, tiết kiệm thời gian mà hiệu quả lại cao, đó chính là làm việc một cách sáng tạo và có suy nghĩ, có phương pháp. Cách thứ tư là chúng ta vo tròn nó lại và gói một viên sỏi bên trong, chúng ta có thể ném xa 20 mét. Như vậy chúng ta biết tận dụng thêm yếu tố những phương tiện công nghệ hiện đại, hoặc là thêm sự giúp đỡ, thêm sự tư vấn từ bên ngoài, thì chúng ta có thể đi xa hơn rất nhiều và nhanh hơn rất nhiều. Như vậy sử dụng hình ảnh xếp một tờ giấy phóng xa đi, 4 cách khác nhau để diễn đạt cho 4 cách học khác nhau, để mở đầu cho chủ đề về phương pháp học tập thông minh. Như vậy hãy sử dụng một hình ảnh ẩn dụ để mở đầu cho bài thuyết trình, sẽ rất ấn tượng các bạn nhé. Cách mở đầu thứ ba, hãy sử dụng một đồ vật hoặc một mô hình. Khi tôi tham dự một chương trình của một anh chàng chiến sĩ mùa hè xanh tại một địa phương, anh ấy đứng lên và bắt đầu đưa ra một cái cây dài dài, cái đầu nó loe ra, và anh ấy hỏi bà con phía dưới: đố bà con cái vật dụng này là cái gì? Thế là bà con mới bắt đầu trả lời: cái này giống như cái ống hút, nhưng mà sao nó lạ ra. Dạ không phải ống hút, cái này giống như cái kềm vậy đó, bởi vì nó có răng cưa kìa. Dạ cái này không phải cái kềm. Cái này nhìn giống như cây câm xe đạp vậy đó, nhưng mà nó bự hơn. Dạ không phải câm xe đạp. Và không ai trả lời đúng cả. Và cậu chiến sĩ mùa hè xanh mới nói rằng: dạ thưa bà con, đây chính là một cái dụng cụ nạo phá thai cho bệnh viện phụ sản từ dụ. Nhìn nó thấy ghê không bà con? Và nếu chúng ta không có kiến thức về kế hoạch hóa gia đình, chúng ta sẽ có nguy cơ đưa cái vật dụng này vào trong con người của mình. Và vì vậy, để tránh nguy cơ gặp mặt nó, chúng ta phải có kiến thức về kế hoạch hóa gia đình. Như vậy mở đầu cho chủ đề kế hoạch hóa gia đình trong một buổi tuyên truyền của chiến sĩ mùa hè xanh bằng một vật dụng. Hoặc ví dụ như trên hành trang sống.vn của chúng tôi có một khóa gọi là bí quyết tay trắng sở hữu kinh doanh bất động sản. Và nhà đào tạo Nguyễn Minh Hà đã mở đầu bằng cách đưa ra một quyển sách mạo may viết. Và khi nhìn vào trong quyển sách, thấy hình ảnh của diễn giả, thấy cả tựa đề, thì người ta đã hiểu chủ đề của khóa học này nói về cái gì rồi. Là người ta nhìn thấy và người ta nghe thấy. Hãy mở đầu bằng một vật dụng hoặc một mô hình, sẽ rất ấn tượng. Cách thứ tư, hãy mở đầu bằng một câu hỏi và cho khán giả giơ tay trả lời. Khi tôi dạy cho hội phụ nữ trong đề án 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt, thì tôi đặt một câu hỏi như sau. Thưa các chị, thưa các cô, giả sử như bây giờ ngày hôm nay con chúng ta về nhà và nói rằng: mẹ ơi, con bị đeo ba lô ngược rồi, mẹ ơi, con có thai rồi, hoặc là: mẹ ơi, con có em bé rồi. Nếu như là quý vị thì ai sẽ trách mắng, ai sẽ la mắng con của mình đâu giơ tay lên? Hầu như 80-90% sẽ giơ tay lên. Câu hỏi thứ hai, thưa các cô, thưa các chị, ở đây ai đã từng hướng dẫn con mình các biện pháp phòng tránh thai rồi, xin mời giơ tay lên. Thì như vậy chỉ loe ngoe 1-2 cánh tay giơ lên mà thôi. Từ đó tôi bắt đầu phân tích về một nghịch lý là nếu xảy ra hậu quả, chúng ta sẵn sàng trách mắng con cái nhưng chúng ta không hề trang bị cho con những phương pháp để tránh cái hậu quả nó xảy ra. Như vậy lỗi đầu tiên là của ai? Và mọi người trả lời rằng lỗi đầu tiên là của họ. Thì chúng ta mở đầu về chủ đề giáo dục giới tính cho con cái. Mở đầu một câu hỏi giơ tay trả lời. Và như vậy thì người ta sẽ đặt cái sự chú ý, bởi vì khi chúng ta hỏi người ta sẽ nghe coi con mình hỏi cái gì. Và người ta lại được giơ tay trả lời nữa, thì như vậy người ta sẽ động và người ta được tham gia vào trong bài thuyết trình của mình. Hoặc khi đi tuyên truyền về văn hóa giao thông, tôi hay đặt câu hỏi như sau. Thưa các bạn trẻ, các bạn đang ngồi đây, hãy trả lời thành thật bằng máu của con tim các bạn nhé. Thành thật 100%. Ai đang ngồi đây đã từng vượt tiền đỏ rồi, xin mời giơ tay lên. Và các bạn nghĩ bao nhiêu phần trăm giơ tay lên? 80-90% giơ tay lên. Và như vậy nguyên cả hội trường đều cười ồ lên, bởi vì ai nhìn qua nhìn lại toàn là những người phạm luật. Từ đó chúng ta mới bắt đầu phân tích và bắt vào trong chủ đề về văn hóa giao thông. Tại sao chúng ta lại vượt đèn đỏ khi chúng ta vẫn biết rằng đó là sai luật? Mở đầu một câu hỏi sẽ thu hút sự chú ý, và khi cho người ta trả lời, người ta sẽ tham gia và khán giả sẽ hào hứng hơn. Thứ năm, hãy mở đầu bằng cách đưa ra một con số hoặc một sự kiện gây sốc. Một vị trưởng phòng kinh doanh đưa lên chiếu lên trên màn hình một con số to chà bá 25. Và bắt đầu hỏi các nhân viên kinh doanh: đố các bạn, 25 này là gì? Người đoán là 25 mà là không lẽ là doanh nghiệp mình thành lập 25 năm? 25 là tuổi của thành viên nào à? Hôm nay đâu phải ngày 25, mọi người bắt đầu đoán già đoán non. Và cuối cùng vị giám đốc kinh doanh nói rằng 25 là tỷ lệ lợi nhuận của công ty chúng ta trong một tháng vừa qua. Đó chính là một con số về tài chính.
hoặc một bạn sinh viên khác đưa ra một con số là 500, ghi 500 lên trên bảng và hỏi mọi người, đố các bạn 500 này là con số nói lên cái gì? Người đó này, người đó kia. Và cuối cùng bạn ấy nói rằng 500 chính là 500 năm để một cái bọc ni lông có thời gian để hoàn toàn phân hủy xong trong môi trường. Và bạn ấy bắt đầu phân tích rằng 500 năm sau, tức là 7-8 đời con cháu của chúng ta sẽ sống chung với rác nếu ngày hôm nay chúng ta xả rác, để mở đầu cho chủ đề về bảo vệ môi trường. Mới đầu một con số hoặc một sự kiện gây sốc. Cách 6, hãy mở đầu một trò chơi. Để mở đầu cho bài về kỹ năng quản lý cảm xúc, tôi hay cho mọi người chơi một trò chơi như sau. Mời 5 bạn lên sân khấu và phát cho mỗi bạn một cái bong bóng chưa thổi. Sau đó quy định trong 60 giây ai thổi to nhất người ta sẽ là người chiến thắng. Và thế là bắt đầu các bạn thổi lên. Và sau đó khi thổi đến gần sắp bể rồi thì mọi người phía dưới bắt đầu gào thét lên và bắt đầu sợ hãi. Sau đó triển khai 5 bạn đi xuống 5 dãy bàn phía dưới và bắt đầu cho các bạn thổi tiếp cho đến khi bể thì thôi. Và khi cầm cái bong bóng này đi đến từng người thì có rất nhiều người ôm người, có rất nhiều người gào lên, có nhiều người thì che mặt, có nhiều người thì rụt đầu xuống dưới gặp bàn. Và như vậy cuối cùng thì khi bóp nó nổ, nguyên cả hội trường đều gào thét lên sợ hãi. Và lúc đó thì tôi mới bắt đầu phân tích rằng, các bạn thấy cái bong bóng nổ ở đây có ai chết không mà xin mời giơ tay lên. Cái bong bóng nổ ở đây có ai bị chảy máu vanh xác không, xin mời giơ tay lên. Không ai cả. Và chẳng ai bị thương gì hết. Nhưng các bạn thấy khi thổi to và khi nó nổ thì mọi người lại sợ hãi, ôm cả người và thậm chí chui xuống gầm bàn. Như vậy thì nó không quá nguy hiểm để chúng ta sợ như thế. Và đây là một trong những nỗi sợ vô hình do chúng ta tự thổi phồng lên. Và trong thực tế cuộc sống, sợ gián, sợ bóng đêm, sợ nơi trước đám đông cũng là những nỗi sợ vô hình giống như thế, do chúng ta tự suy nghĩ và tự ám thị mình thôi. Do đó muốn quản lý được cảm xúc bản thân thì đầu tiên chúng ta phải quản lý từ trong suy nghĩ của mình. Chúng ta sẽ tìm hiểu công thức đó trong kỹ năng quản lý cảm xúc. Đó chính là mở đầu một trò chơi. Hoặc là chúng ta tổ chức một trò chơi về tình yêu để mở đầu cho chủ đề về tình yêu sinh viên. Chúng ta muốn triển khai về nội quy của doanh nghiệp, của công ty, chúng ta sẽ mở đầu một trò chơi trách nhiệm tìm hiểu về nội quy của công ty. Sẽ thú vị hơn rất nhiều so với việc chúng ta đứng nối xuồng để mở đầu. Nhớ nhé, hãy mở đầu bằng một trò chơi sẽ rất vui và sẽ tạo được không khí đầu tiên. Cách 7, hãy mở đầu bằng một câu đố hoặc một ô chữ mà đáp án của nó chính là chủ đề của buổi thuyết trình. Khi mở đầu cho chủ đề kỹ năng khám phá bản thân, tôi hay dùng câu đố như sau. Đố các bạn, dừa bình thường giá bao nhiêu tiền trái? Mua tại vườn là 2.000, mua tại chợ là 7-8.000. Nhưng có một loại dừa giá của nó 200.000 đồng một trái, đố các bạn là dừa gì? Đúng rồi, dừa sáp. Và sau đây mới là câu đố chính thức. Dừa sáp mọc ở huyện nào và tỉnh nào? Và thế là người này trả lời sai, người kia trả lời gần đúng. Cuối cùng đáp án chính xác là nó mọc vào cái huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Như vậy các bạn thấy, khi đem sang Bến Tre trồng nó không ra trái sáp, sang Tây Nguyên trồng nó không ra trái sáp, sang Đồng Tháp trồng không ra trái sáp, sang Hà Nội trồng nó cũng không ra trái sáp, nó chỉ mọc được ở cái chỗ đó mà thôi. Và các bạn thấy cái giống cây đó nó phải mọc đúng cái mảnh đất đó thì nó mới sinh ra được giá trị. Các bạn là hạt giống gì và các bạn nên gieo mình vào trong mảnh đất nghề nghiệp nào thì các bạn sẽ sinh ra giá trị. Để trả lời cho câu hỏi đó, chúng ta cần biết kỹ năng khám phá bản thân. Trong một buổi hội thảo giới thiệu về sản phẩm thuốc, một trình dược viên đã đưa ra các câu đố là những dấu hiệu của bệnh gan. Vì ngày hôm nay ông ấy sẽ nói về thuốc trị bệnh gan. Và các bác sĩ bắt đầu tham gia trả lời và được quà. Đó là chính là câu đố để mở đầu. Hoặc trong một buổi họp về phòng kinh doanh, trưởng phòng đã đưa ra những câu đố về tâm lý của khách hàng. Và câu đố đó cũng phù hợp với lại chủ đề và cũng là nội dung mà ông ấy muốn diễn đạt. Hãy mở đầu bằng một câu đố hoặc ô chữ chủ đề. Cách 8, mở đầu bằng một bài hát, một câu châm ngôn. Bạn tưởng tượng nếu như bạn thuyết trình mà không nói mà bạn bắt giọng và bắt đầu hát một câu hát thì nó sẽ độc đáo như thế nào. Trong một buổi hội thảo về chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, sáng kiến sư phạm thì tôi mở đầu như sau. Kính thưa quý thầy cô và các bạn, có một câu châm ngôn nói rằng: nếu tôi có một quả táo, bạn có một quả táo, chúng ta trao đổi với nhau, mỗi người vẫn chỉ có một quả táo. Nhưng tôi có một kiến thức, bạn có một kiến thức, chúng ta trao đổi với nhau, mỗi người sẽ có hai kiến thức. Đó là lý do vì sao chúng ta tổ chức buổi hội thảo ngày hôm nay. Như vậy mở đầu bằng một câu châm ngôn. Bạn có thể mở đầu bằng cách bật một bài nhạc về cha, về mẹ, về tình cảm. Nếu như bạn chuẩn bị nói về chủ đề về gia đình.
bạn có thể bật một bài nhạc đỏ cho mọi người nghe khi bạn nói về chủ đề, về cách mạng, về truyền thống. Và hãy nhớ nhé, hãy bắt đầu thật khác lạ bằng bài hát hoặc câu châm ngôn. Cách thứ 9, mới đầu bằng một thực nghiệm. Trong khóa về kỹ năng ghi nhớ siêu tốc, giảng viên mở đầu bằng cách bắt đầu cho tất cả các thành viên đọc ra những con số ngẫu nhiên và ghi lại vào bảng, và tổng cộng là 50 con số. Sau đó ông ấy bắt đầu là nhắm mắt và đọc từ đầu đến cuối đúng thứ tự 50 con số đó chỉ trong vòng 2 phút. Sau đó ông ấy lại nhắm mắt và đọc ngược 50 con số từ cuối quay ngược lại lên trên đầu cũng chỉ trong vòng khoảng 1 phút hơn mà thôi. Và như vậy, ông ấy đã thực nghiệm để chứng minh cho người khác thấy rằng khả năng trí nhớ của mình, để mở đầu cho chủ đề về khả năng ghi nhớ. Trong một buổi giới thiệu về sản phẩm dao đa năng, một cô hot girl đã cầm con dao đa năng đó và bắt đầu biểu diễn với nó, và có thể cắt, có thể bào, có thể khoét, có thể khui với nó, mở đầu, và thậm chí cho khán giả lên cầm con dao đó và bắt đầu thử nghiệm. Như vậy mở đầu thực nghiệm thì sẽ ấn tượng và trực quan hơn nhiều. Một giám đốc đã cho tất cả mọi người nhìn nhau và yêu cầu người bên trái hãy nở một nụ cười đối với người bên phải. Và thế là bỗng nhiên người bên phải cũng nở một nụ cười chào lại, và hầu như tất cả ai cũng phản ứng như thế. Ông ấy đã sử dụng thực nghiệm nụ cười lây lan để mở đầu cho buổi nói chuyện về quy luật chăm sóc khách hàng. Cách thứ 10, mở đầu bằng một hành động. Một vị giáo sư từ ngoài bước vào trong lớp, cả lớp, cả giảng đường đứng lên chào giáo sư. Giáo sư mỉm cười và cúi đầu chào. Sau đó sinh viên ngồi xuống. Nhưng ông giáo sư vẫn đứng đấy, ông vẫn mỉm cười và ông lại cúi đầu chào. Cả hội trường đều cười ồ lên. Giáo sư lại mỉm cười và lại cúi đầu chào. Và hội trường bắt đầu râm ran, trời ơi hôm nay giáo sư bị khùng. Và giáo sư lại mỉm cười và cúi đầu chào tiếp. Và cả hội trường đều cười ồ lên. Và giáo sư bắt đầu phân tích rằng: tôi chỉ mỉm cười và gật đầu chào có vài lần thôi mà các bạn đã thấy rằng, các bạn đã nói rằng tôi khùng rồi. Nhưng các bạn có biết ai cả ngày họ phải mỉm cười và gật đầu chào không? Đó chính là nhân viên tiếp thị. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ bước vào bài vai trò của nhân viên tiếp thị. Như vậy ông ấy đã dùng hành động đặc trưng của nhân viên tiếp thị để mở đầu cho bài giảng của mình. Một lần tôi tham dự một buổi họp tổ dân phố. Một anh chàng đã mở đầu cho một cái buổi tuyên truyền về giữ gìn vệ sinh trong môi trường tổ dân phố, trong môi trường chung cư, bằng một cái hành động rất là ấn tượng. Anh ấy mang đến một cái bọc ni lông, trong đó có vỏ mít, có cùi bắp, có vỏ mía, có cả khoai lang ăn gian dở, có cả vỏ chuối, có cả vỏ dưa. Và như vậy anh ấy bắt đầu trong một buổi họp dân phố, khi giới thiệu anh ấy lên nói về chủ đề là bảo vệ môi trường tổ dân phố chúng ta, anh ấy bắt đầu xé cái bọc đó ra. Và anh ấy quăng vỏ chuối chỗ này, quăng cùi bắp ở chỗ kia, rồi quăng vỏ dưa ở chỗ nọ. Thế là mọi người rất là phản ứng, ấy tại sao lại xả rác? Thế là anh bắt đầu nói rằng: thưa bà con, rác này là rác của ai? Rác của anh chứ của ai? Dạ đúng rồi, rác của tôi. Và bây giờ tôi cầm rác đây, tôi quăng cả cầu thang, tôi quăng cả đường phố, tôi quăng vô cái khu dân cư của mình. Ai chịu? Ai sẽ hưởng cái rác này? Thế là tất cả chúng ta đều phải hưởng. Như vậy chúng ta thấy rác của một người mà lại ảnh hưởng tất cả mọi người. Chỉ cần trong tổ dân phố chúng ta có 100 hộ, chỉ cần một hộ không có ý thức thì 99 hộ còn lại đều phải chịu ảnh hưởng. Đó là lý do vì sao ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về việc bảo vệ môi trường tổ dân phố. Như vậy mở đầu một hành động rất ấn tượng mà tôi vẫn còn nhớ cho tới bây giờ. Và cách mở đầu thứ 11, nếu có máy chiếu, bạn hãy mở đầu bằng một đoạn video clip. Clip vừa có hình, vừa có cả âm thanh, âm nhạc và có cả cốt truyện trong đó. Cho nên video clip sẽ lấy được cảm xúc của người nghe rất nhiều. Và sau đây mời các bạn cùng xem một đoạn video clip. 人为什么活着? 为了思念, 为了活下去, 为了活更长, 还是为了离开?
平均年龄81岁。一个重听，一个得了癌症，三个有心脏病，每一个都有退化性关节炎。六个月的准备，环岛13天，1139公里，从北到南，从黑夜到白天，只为了一个简单的理由。人为什么要活着？như vậy trong đoạn clip vừa rồi các bạn thấy có hai trạng thái sống khác nhau. Những người đàn ông đầu tiên, những người đàn ông mệt mỏi, chán chường, thất vọng với tuổi già của mình, cuộc đời bắt họ uống thuốc là họ phải uống thuốc, bắt họ chống gậy họ phải chống gậy, bắt họ nằm trên giường họ phải nằm trên giường, cuộc đời làm chủ họ, cuộc đời làm chủ họ. Và trạng thái sống thứ hai là gì? Họ bắt đầu nhìn lên cái bàn thờ và họ thấy rằng bạn mình đang ngồi trên đó, và họ biết rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ chết như vậy. Mình cũng sẽ lên trên đó mình ngồi với ổng. Cho nên những ngày còn lại của mình là những ngày mình đang chờ chết. Không, mình phải sống thơm ngon đến giọt cuối cùng. Và thay đổi suy nghĩ sống thế nào là hạnh phúc. Mình phải sống làm sao để cho hết công lực, 100% công lực trong tuổi già của mình đây. Họ bắt đầu thay đổi suy nghĩ và họ đứng lên thay đổi cuộc sống của họ. Họ đi đến những nơi họ thích. Họ đi với những người mà họ mong muốn. Họ muốn trải nghiệm những cảm giác mà họ đang cần. Như vậy cuộc đời không còn làm chủ họ mà họ đã chuyển sang làm chủ cuộc đời. Tư thế sống thứ hai. Bạn đang sống ở tư thế nào? Cuộc đời đang làm chủ bạn hay bạn đang làm chủ cuộc đời? Chúng ta phải có kỹ năng tự hoạch định cuộc đời. Như vậy đoạn video clip các bạn thấy nó rất xúc động. Và sau đó các bạn sẽ có khoảng chừng 30 giây để phân tích nó, để bước vào trong chủ đề của chúng ta. Như vậy nguyên tắc vàng để bắt đầu một bài thuyết trình đó chính là hãy ngay lập tức thu hút sự chú ý từ những câu nói đầu tiên. Sau đây là vài câu mở đầu có sức hút mạnh mẽ. Năm 2009, khi tôi đang nằm trong bệnh viện Chợ Rẫy. Chiều ngày hôm qua, lúc thằng con 1 tuổi rưỡi của tôi một mình đi vào trong nhà tắm. 2 tháng trước, khi cửa phòng làm việc của tôi vừa mở thì anh Bùi Trung, trưởng phòng sản xuất của tôi lao vào. Sáng nay, trên đường đi đến đây, khi đèn còn 5 giây nữa thì mới bật xanh, chiếc xe máy rồ ga phóng thẳng về phía trước, trong khi một bà mẹ đang chở con đi học giữa đường. Nếu bạn mở đầu bài thuyết trình bằng một câu chuyện kể thì bạn đang áp dụng một trong những phương pháp gây chú ý cổ xưa nhất để thu hút sự chú ý của người khác. Ngày xưa là cụm từ khơi gợi mạnh mẽ trí tưởng tượng của trẻ con, và hoàn toàn tương tự, bạn có thể làm cho tâm trí khán giả trở nên mê mỏng ngay từ những lời đầu tiên bạn kể ra. Tóm lại, nếu là một bài thuyết trình cung cấp thông tin cần sự nghiêm túc thì bạn có thể chọn cách mở đầu bằng một con số, bằng sự kiện, bằng một câu hỏi. Nếu là bài thuyết trình truyền cảm hứng, bạn nên cần dùng hình ảnh ẩn dụ, video clip hay một câu châm ngôn. Nếu khán giả trẻ, việc bạn mời họ thực nghiệm hay là tham gia trò chơi nhận thức là rất dễ dàng. Còn nếu như khán giả lớn tuổi, một câu chuyện suy ngẫm sẽ vô cùng thu hút họ. Cho nên hãy nhớ nguyên tắc 1, tùy vào mục đích thuyết trình và khán giả lắng nghe mà ta hãy chọn những cách mở đầu phù hợp nhất. Nguyên tắc 2, đoạn mở đầu không nên quá dài, sẽ làm khán giả cảm thấy mất thời gian. Chỉ nên dành 5% tổng thời lượng mà bạn có để mở đầu là ok nhất. Nguyên tắc 3, tuyệt đối đừng mở đầu lạc đề. Câu chuyện hay hình ảnh bạn đưa ra phải thật đắt và làm nổi bật chủ đề của bài thuyết trình. Vì đó sẽ là chi tiết đinh ghim vào trong tâm trí của khán giả suốt bài nói của bạn. Cho nên, chọn lựa chi tiết nào mà mở đầu xong là khán giả ngộ ra ngay rằng bạn đang nói về chủ đề gì.
Chúc bạn sẽ ghi điểm đầu tiên trong mắt của khán giả khi bước lên bục, cầm lấy micro và cắm vào tim họ một chi tiết khó phai. Tuy nhiên, hãy tránh gây chú ý bất lợi cho mình. Ví dụ, mở đầu bằng một lời xin lỗi. Cũng trong một buổi sinh hoạt của chiến sĩ Mùa Hè Xanh tôi đã từng tham dự, chiến sĩ bắt đầu đứng lên và nói như sau: kính thưa bà con, ngày hôm nay em sẽ nói về chủ đề kế hoạch hóa gia đình. Em thì chưa có gia đình. Tuy nhiên do chủ đề này thì Ủy ban Nhân dân cũng đặt hàng, cho nên là tụi em cũng xin được phép chia sẻ. Có em biết cái gì thì em nói cái đó, có gì sai thì bà con bỏ qua cho. Các bạn thấy uy tín của anh chàng chiến sĩ đó cao không? Và uy tín của anh ấy đã rớt lợp bợp ngay từ những câu xin lỗi ấy. Xin lỗi bà con, có gì sai thì xin bỏ qua cho. Bạn đã ám thì bà con rằng tôi sẽ sai và người ta sẽ coi bạn sai ở chỗ nào. Còn bạn nói bài của bạn sẽ hay, sẽ rất thú vị, người ta sẽ coi bạn thú vị ở chỗ nào. Đó chính là sức mạnh ám thị của những câu nói đầu tiên. Hoặc trong một bài thuyết trình trên lớp khi tôi đi dạy thì sinh viên hay nói: dạ thưa thầy, bài này tụi em làm cũng hơi gấp, mới xong khuya ngày hôm qua, cho nên là sẽ có nhiều sơ sót, mong thầy và các thầy cô và các bạn bỏ qua cho. Nó sẽ có nhiều sai sót, em chỉ mới làm hôm qua à, chứng minh rằng chúng ta không hề có một sự nghiêm túc. Đâu cần phải nói ra những điều đó, đúng không các bạn? Cho nên, không nên mở đầu bằng một lời xin lỗi. Thứ hai, các bạn sẽ gây chú ý bất lợi bằng cách mở đầu tặng hắn. Chúng ta hay cầm micro với những máy tử alo 1212 alo. Và khi thử micro như thế thì cái câu đầu tiên là câu ấn tượng trong lòng khán giả của chúng ta. Câu ấn tượng của chúng ta là gì? Alo 1212. Các bạn nghe thấy dễ chịu. Dễ chịu tôi sẽ tặng hắn nữa. Như vậy, bạn có thể thử micro bằng cách nào? Bạn có thể gõ thật nhẹ, cốc gõ thật nhẹ thôi. Và chỉ nếu như bạn chú ý thì bạn mới có thể lắng nghe ra được. Hoặc bạn có thể alo nhẹ, đừng nên gào to hoặc là đừng nên tằng hắng khi chúng ta mở đầu. Thứ ba, mở đầu bằng một kiểu buồn cười. Kể câu chuyện vui cũng được, cũng hay đấy chứ. Nếu như bạn có khiếu hài hước. Còn nếu như bạn không có khiếu hài hước, cố gắng cảnh giác. Bởi vì câu chuyện cười đó có thể là con dao hai lưỡi. Vì sao? Có nhiều người, một là không có khiếu hài hước, sau khi kể xong nguyên một câu chuyện cười thì chẳng ai cười hết. Như vậy chúng ta sẽ bị đứng lên trên sân khấu, chúng ta sẽ bị quế. Hoặc là có nhiều người không kiềm chế được cảm xúc, kể đến cái giai đoạn chưa có mắc cười mà người ta đã cười vật vã, đau đớn, lăn lộn trên sân khấu và dưới nhìn lên ô một thằng hề. Và như vậy nếu không quản lý được cảm xúc thì chúng ta đừng sử dụng cách mở đầu là kể một câu chuyện cười các bạn nha. Và cách mở đầu sai thứ tư, mở đầu bằng cách đặt một câu hỏi đông. Ví dụ: các bạn ơi, các bạn có thích chủ đề này không? Và người ta sẽ có sướng trả lời là không, vì người ta có hướng trả lời theo kiểu vuốt đuôi. Các bạn ơi, các bạn có hứng thú không? Không. Các bạn ơi, các bạn có muốn nhiều tiền không? Không. Các bạn ơi, nãy giờ mình chia sẻ cũng được một đoạn rồi, các bạn có muốn tiếp tục không? Không. Và đặt câu hỏi đóng là một con dao có thể tự đâm ngược chính mình. Mà khán giả bây giờ ác lắm các bạn hỏi những câu mà giống như ai cũng có thể trả lời được. Ví dụ như: các bạn ơi, các bạn muốn hạnh phúc không? Các bạn ơi, các bạn muốn giàu không? Ai mà chẳng muốn hạnh phúc, ai mà chẳng muốn giàu. Đặt những câu hỏi đó là chúng ta khinh thường trí tuệ của người nghe. Và sẽ có nhiều người cũng hơi phản cảm đấy. Và người ta sẽ trả lời ngược lại là không, cho bạn đứng hình một chết chơi. Sau đây là bài tập thực hành. Bài 1. Ngoài 11 cách mở đầu mà tôi đã nêu, bạn hãy liệt kê ra cách 12, 13, 14, 15. Liệt kê ra ít nhất 4 cách mở đầu khác của riêng bạn. Bài tập thực hành thứ hai, ngoài 4 điều cấm kỵ khi mở đầu tôi đã trình bày, bạn hãy liệt kê ra những điều cấm kỵ khác mà theo bạn nó sẽ gây ấn tượng không tốt trong lòng của khán giả. Và bài tập thứ ba, bạn hãy chọn một chủ đề thuyết trình nào đó mà bạn sẽ có thể gặp phải trong tương lai. Chọn ít nhất 3 cách thuyết trình trong 15 cách mà bạn đã có để thiết kế mở đầu cho chủ đề đó. Sau đó bạn hãy gõ ra và nộp vào trong phòng nộp bài tập để giảng viên có thể chấm và góp ý cho bạn. Đồng thời bạn cũng nên chia sẻ vào trong một thảo luận để các bạn khác có thể học hỏi từ bạn. Nên nhớ, muốn có kỹ năng chúng ta phải thực hành. Chúc các bạn sẽ có những phương pháp mở đầu thật ấn tượng.